Sau đây là cái đường đi của kênh Thủ Thái Dương Tiểu Trường. Kênh này thì nó bắt đầu từ góc của ở móng tay thứ năm. Móng tay thứ năm chạy dọc theo đường nối da lưng, da lòng bàn tay lên cổ tay và đo qua móng chạm trổ là trong rộ, và nó chạy dọc theo mặt trong của cánh tay đến với rãnh đồng đạo, tiếp tục đi ở bờ trong mặt sau cánh tay lên đến nếp mà của nó sau. Bây giờ cùng xem, đầu tiên là móng tay thứ năm đấy, tiếp đến là nó sẽ chạy dọc theo đường nối da lưng và da lòng bàn tay lên cổ tay, đo qua móng trong trụ lên cổ tay, lên trán à. Đấy rồi à, nó chạy dọc theo mặt trong của cánh tay đến rãnh lòng đọc, đến tiêu hải. Ở phần này thì nó sẽ tiếp tục đi ở bờ trong mặt sau cánh tay đến nách nách sau, và nó lên mặt sau của khớp vai. Bây giờ nó lên khớp vai, lên mặt sau của khớp vai. Đấy. Sau khi nó đến mặt sau khớp vai rồi thì nó đi ngoằn ngoèo ở trên và dưới gai xương bả vai, đoạn nối kinh bàng quang với đoạn mạch đất, thì nó đi vào hố trên của đòn rồi dọc lên cổ và lên má. Bây giờ nó lên cổ và lên má, đây nó lên cổ rồi lên má, nó lên huyệt kinh dung. Tại đây nó chia làm hai nhánh, một nhánh thì đến đuôi mắt rồi đến hõm trước nách bình tai, một nhánh thì đến khóe mắt trong rồi xuống tận cùng gò má. Tại đây nó sẽ chia làm hai nhánh, một nhánh đến một nhánh sẽ đến huyệt thính cung, một nhánh sẽ đến từ đuôi đến đuôi mắt đến hõm trước của nách bình tai, một nhánh sẽ đến khóe mắt trong, nhánh sẽ đến khóe mắt trong. Đấy, nhánh còn lại đấy. Đến lần lượt các bộ kim thiên song, rồi nó đến thiên dung, rồi nó đến quyền liêu, rồi đến thánh cung. Trong này thì nó không có mô tả cái phần nhánh mà nó đến khóe mắt trong rồi xuống tận cùng gò má, tức là nó phải chạy, từ đây là nó đến khóe mắt trong rồi. Đấy, chạy lên trên đây. Đoạn đường kênh chìm là hố thượng đòn có nhánh ngầm đi vào trong đến tâm qua cơ hoành rồi đến về liên lạc đến tiểu trường. Bây giờ sẽ cùng ôn lại cái đường đi của nó như thế nào. Đường đi của nó là ban đầu là từ móng tay thứ năm chạy dọc theo đường nối da lưng và da lòng bàn tay lên cổ tay, bo qua mỏm trán thụ, chạy dọc theo mặt mặt trong trong của cánh tay đến rãnh lòng đọc, tiếp tục đến mặt trong của mặt sau của cánh tay và đến nếp nếp nách sau. Bây giờ sẽ xem lại, đây ban đầu là nó từ
móng tay đến tiền cốc hậu khê nguyễn cốc nên lên cổ tay đến ôm hải bài trước thì ta đã học đấy. Là bộ cộng bán cộng đây, bộ cộng bán cộng từ đây nó lên mặt sau của đâu rồi đấy quyền tóc dưỡng lão đến cổ tay này và nó sau khi đến cổ tay thì nó sẽ đo qua mỗi trăm chục và nó sẽ chạy dọc theo mặt trong của cánh tay và đến rãnh hàm răng nó tiếp tục mặt sau của cánh tay lên đến nếp nách. Bây giờ nó tiếp tục mặt sau của cánh tay và lên nếp nách. Đây là cái mõm trăm thục này. Đấy, nó phải đi qua cái mõm trăm thục đó. Nó phải chạy dọc theo mặt trong của cánh tay đến rãnh hàm răng của đến tiếp tục bờ sau cánh tay đến nếp nách. Tiếp tục bờ sau cánh tay. Đấy, bờ sau cánh tay và đến nếp nách. Đấy, sau khi đến nắp nách thì nó sẽ sau khi lên mặt sau của khớp vai thì nó sẽ đi hoàng nèo ở trên và dưới gai xương bả vai. Bây giờ nó đi hoàng nèo ở dưới và trên xương bả vai. Đấy. Rồi sau đó nó sẽ đi vào hố trên đòn rồi lên cổ hố trên đòn. Nó đi tiếp tục đi hố trên đòn này. Hố trên đòn. Đấy. Đấy. Đây là hố trên đòn này. Tiếp tục nó đi vào đoạn đây là hố trên đòn này. Đây là hố trên đòn này. Rồi nó sẽ theo cổ lên má. Tại đây nó được chia làm hai nhánh. Một nhánh là nó đến đuôi mắt khóm ở nắp bình tai. Chỉ có trong đoạn này. Bây giờ nó đến huyệt thiên dung này, thiên song, thiên dung này, đấy, quyền liên, quyền liêu này, nó đến, giá tai, đúng không ạ? Nó đến huyệt thiên cung rồi. Như thế để kết thúc cái đường đi của kênh Thủ Thái Dương Tiền Thường.